là sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ Hàn Quốc, Hồng Quỳnh Giang đang đi tìm công việc bán thời gian để lấy kinh nghiệm. Theo Quỳnh Giang, sau khi ra trường, khả năng tìm một công việc ổn định, môi trường làm việc năng động với mức lương khởi điểm từ 12 triệu đồng một tháng trở lên trong tầm tay. Em nghĩ là năm 3 đến năm 4 ấy ạ, thì em đã học lên chuyên ngành rồi thì mình có thể là đi làm các công việc như là freelancer ấy ạ. Thì mình có thể đi làm phiên dịch ở một công ty nào đấy, hoặc là mình có thể đi làm phiên dịch cho tour mà chị. Nên là em nghĩ là có thể mình cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm chưa ạ. Có nhu cầu tuyển dụng 10 lao động, nhưng trong suốt một ngày phỏng vấn, doanh nghiệp này cho biết số hồ sơ tiềm năng không có nhiều. Theo đại diện doanh nghiệp, có những sinh viên mới ra trường đòi hỏi cao về thu nhập, vị trí, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến khiến doanh nghiệp không khỏi bất ngờ. Lương các bạn ấy sẽ là đòi hỏi tầm từ 10 triệu trở lên, và đi đôi với công việc đó là công việc nhàn, và cái môi trường của các bạn phải là môi trường thực sự là cho các bạn học hỏi rất là nhiều, năng động, có nghĩa là yêu cầu rất nhiều, và ngoài ra thì phải yêu cầu cả sếp cũng như là đồng nghiệp phải giúp đỡ nhiệt tình các bạn. Những cái đòi hỏi của các bạn đấy sẽ là xứng đáng nếu mà cái khả năng của bạn là tốt. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước có gần 200.000 người có tấm bằng cử nhân trở lên thất nghiệp. Theo phản ánh của doanh nghiệp, phổ cập đại học đã khiến bằng cử nhân không còn là của hiếm, không tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh khi xin việc. Là nhiều bạn sinh viên vẫn còn đang có những cái ảo tưởng nhất định về cái vị trí nghề nghiệp của mình. Với cái việc là với các cái điều kiện xã hội nó phát triển và với những cái nhìn ra những cái môi trường xung quanh, thì đôi khi các bạn ấy cứ nghĩ rằng là với những cái vị trí việc làm của mình là có thể là mức lương nó phải là rất là cao. Đấy, với cái vị trí cụ thể này thì doanh nghiệp đưa ra thì chưa chắc đã có thể là đáp ứng được cái nguyện vọng của bản thân. Thì chính vì việc đó thì cái sự gắn kết hay là cái sự mà trao đổi thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp thì có nhiều cái nó dẫn đến bế tắc. Không tìm được công việc phù hợp với mức lương vừa ý, nhiều cử nhân tự nguyện thất nghiệp để chờ đợi những cơ hội phù hợp. Nhiều bạn trẻ vẫn chưa có cái nhìn tương xứng giữa năng lực và kỳ vọng xin việc.